Hi, chào các bạn quay lại với tựa game Talking Tom Gun Gun. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game này nha các bạn. Ngoài chuyện nhặt vàng thì hôm nay chúng ta có thể là lượm được bao lì xì nữa các bạn. Thông qua cái sự kiện đó chính là Fortune Festival, mình tạm dịch là lễ hội tài lộc. Cái lễ hội này thì nó sẽ diễn ra trong 14 ngày nữa các bạn. Cho nên trong 14 ngày tới đây, các bạn ở nhà tha hồ mà nhặt bao lì xì luôn. Đồng thời chúng ta cũng có thể là mở khóa Lucky Angela và General Tom nếu mà chúng ta chưa mở khóa. Rồi, nhân vật mình sử dụng cho ngày hôm nay đó chính là General Tom các bạn. Nó đúng ra mình sử dụng Lucky Angela là cái sự may mắn, nhưng mà mình đã sử dụng Angela, Lucky Angela ở clip trước rồi, cho nên mình sẽ không sử dụng nhân vật đó. Rồi, xuất phát thôi các bạn. Cố gắng nhặt thật nhiều bao lì xì. Bao lì xì này chứa rất là nhiều tài và lộc, cho nên mình cố gắng mình nhặt rất nhiều tài lộc vào cho năm mới đây các bạn. Cái sự kiện này nó diễn ra để nó chào đón cái Tết Nguyên Đán nè các bạn, của người Trung Hoa cũng như là của chúng ta Việt Nam. Đó là cái lễ hội lớn nhất trong năm. Các bạn thấy phía trên nó treo lồng đèn đẹp ghê chưa. Nhưng mà cái cây này thì đúng lý ra là nó sẽ màu nó xanh, nó nở bông thì nó đẹp hơn các bạn. Cái này thì nó không có nổ bông. Rồi mình vào cái khu nhà của Rossiter nha các bạn, này là tuyết. Ở đây cũng có bao lì xì nha. Tết về trên mọi miền đất nước luôn các bạn. Từ những khu khô cằn, lạnh giá đều có Tết hết. Đều có bao lì xì hết. Sẽ nhặt hết luôn. Đó, qua bên này luôn. Vừa nhặt vàng mình vừa nhặt bao lì xì luôn bạn. Rồi chúng ta ghé thăm nhà của Talking Angela luôn, xem Angela có trang trí Tết không. Không khó đâu các bạn. Đây là một cái bến cảng các bạn, rất là nhiều du thuyền đang đậu và tàu cá nữa. Trời, bao lì xì. Nãy giờ mình chưa vào cái xe quật nào hết vậy. Cái nhân hai màu xanh xanh đó mình thấy nó không có tác dụng gì hết các bạn. Ôi, bót, lâu rồi không đánh bót. Đánh bót xong rồi mình sẽ ăn Tết luôn các bạn. Mày hả bót, mày hả bót. Xe tải này nó thảy nhiều thùng ghê các bạn. Xe này đặc biệt nó biết bay nữa nha các bạn. Nó bay mình cũng bay luôn. Mày hả? Một chút nữa là thôi. Nó gần đôi đai rồi, một phát nữa là nó tôi thôi. Mày hả? Bao lì xì. Vào luôn. Đây là khu nhà của Han Hawaii các bạn.
trong nhà là khá là nhiều vỏ chuối nè. Ồ, bao lì xì. Ồ, khá ngắn vậy. Để coi có cái xe quật nữa không. Ồ, candy xe quật. Ồ, tết nhất bánh kẹo rất là nhiều đó các bạn. Ồ, mình lấy chân hai thế giới cho các bạn thấy không. Quá trời bánh kẹo, nhìn vô là thấy đói bụng và chảy nước miếng luôn á. Ưu tiên lấy bao lì xì các bạn. Đây nữa nè. Ôi, thôi lấy hộp quên. Ồ, ngay cả cái hàng rào cũng làm bằng bánh kẹo luôn. Ồ, nhìn nó đã. Lạc vô đây là khỏi, khỏi đói bụng các bạn. Ồ, lấy bao lì xì. Ưu tiên bao lì xì. Ồ, đây một cái nữa. Cái nhân hai xanh xanh này không có tác dụng gì hết á. Ôi, cởi máy bay coi. Ở trên này cũng có bao lì xì luôn. Bây giờ chúng ta khám phá một cái xe quật đầu tiên, đó chính là candy xe quật. Mình còn tiếp tục sẽ là cái xe quật nào. Ồ, tốc độ khá là nhanh rồi đó các bạn. Thôi mình không lấy máy bay đâu, máy bay xong. Cái đường đó mình chạy rồi luôn, mình không vào đâu. Ồ, quá đã luôn, có cái 500 nó hút vàng nhìn nó đã ghê các bạn. Nhân 2 nữa nè. Hồi nãy giờ chưa vào cái xe quật nào luôn. Lâu vậy. Đó, tới rồi đây các bạn. Cái nào đây? Cây turbo các bạn, vượt ván. Cẩn thận. Tốc độ đang nhanh, rất là dễ chết. Ôi, sớm quá. Rồi, có cái đó là mình yên tâm rồi. Ôi, bỏ được 3 lì xì rồi. Để mình coi cái thế cái xe quật cuối cùng đó là cái gì. Hôm nay chúng ta có hai cái xe quật, đó chính là candy xe quật và skaterboard, rồi hai cái rồi. Tuần nó sẽ có một cái xe quật nữa các bạn.
Ồ, con khố mèo chạy phía trước thì mình thấy rồi. Nó mất tiêu rồi. Ồ, được một cái nữa. Rồi, xe quật nào đây? Ôi, Lyru đồ bay các bạn. Hôm nay thì chúng ta trải nghiệm được 3 cái xe quật. Đó chính là Candy xe quật, Lyru đồ bay và Gator Ball. Và đây cũng có bao lì xì nữa các bạn. Ồ, cái súng ngon lành luôn rồi. Đây là cái xe quật mà General Tom chưa bao giờ chạy nè các bạn. Đây, xe quật mà General Tom chạy lần đầu luôn nè. Ồ, khá nhanh xe quật mà luôn các bạn. Cố gắng nhặt càng nhiều bao lì xì càng tốt các bạn ơi, để năm nay mình may mắn. Cầu mong cho Covid qua sớm qua các bạn. Ồ, không lấy máy bay. Ôi, vào thăm nhà chó hăng luôn. Ở đây hình như không có bao lì xì đâu các bạn. À, có. Mình nhặt được 140 bao lì xì rồi. Đây một cái nữa nè. Không bay luôn. À, xe quật nào đây. Ôi, Lyru rồi bay tiếp luôn các bạn. Rồi, xuyên không gian luôn. To rồi các bạn ơi. Ôi, thôi mình chết ở đây rồi các bạn. Rồi, thôi mình cũng xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Rồi, chúc các bạn nhặt được thật nhiều bao lì xì nhé. Rồi, xin chào các bạn.